Vâng, xin kính thưa quý vị, ngày hôm nay chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Thanh Tài Vlog. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến bạn Thanh Tài sẽ gửi đến toàn thể quý vị các anh chị mình một cái chủ đề hết sức là thú vị, một cái chủ đề hết sức là gần gũi đến cuộc sống chúng ta, đó chính là những gì liên quan đến chiếc máy giặt trong gia đình mình. Đây, chiếc máy giặt. Hiện tại bây giờ ngay tại công ty mình có vừa mới nhận lãnh về một cái máy giặt hiệu là Sanyo với công suất là 8 kg. Và cái hiện tượng của cái máy này đó, đây cái model của nó là quý vị ASWS80KT. Đây quý vị ha. Ok, và cái hiện tượng này á là cái hiện tượng phải nói là hết sức là thường xuyên xảy ra khi chúng ta trong quá trình sử dụng một chiếc máy giặt, đó chính là cái hiện tượng đập thùng khi vắt, hay còn gọi là đập thùng khi sấy máy, máy trong giai đoạn công đoạn là sấy hay là vắt, nó sẽ có hiện tượng đập âm qua lại nha quý vị, nó đập âm qua lại như này ha. Thì đây cũng là một trong những hiện tượng hết sức là bình thường trong quá trình chúng ta sử dụng máy giặt quý vị nha, nó cũng không có gì được ghê gớm. Cái nguyên nhân này được gây ra bởi, thứ nhất, trường hợp chúng ta sử dụng quá lâu năm, hoặc là chúng ta đặt ở những nơi mà cái máy nó khập khiễng như thế này nè, nó không có ngay ngắn, nó khập khiễng thế này nè đó. Trường hợp thứ ba đó chính là quần áo mình bỏ vào quá nhiều, đâm ra nó cũng bị cái hiện tượng đó luôn. Nhưng ngày hôm nay ngay tại cửa hàng này, chiếc máy giặt này nó rơi vào cái tình trạng chung của tất cả những người, những ai vẫn đang sử dụng máy giặt, đó chính là bị hư cái bộ ti. Thì cái nguyên nhân gây ra đập thùng á có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà một trong những nguyên nhân gây ra cái hiện tượng này là bộ ti treo. Những quý vị mình cho quý vị xem bộ ti treo nó hình ảnh nó ra làm sao. Đây, đây là bộ ti treo đã bị hư hỏng rồi ha. Quý vị xem nó mục, nó xét, thậm chí nó cong, hồi nãy mình mới bẻ lại. Thì khi nào chúng ta phát hiện được thì chỉ có cách duy nhất là chỉ với thợ thầy mới có thể làm được điều này thôi. Thì qua cái video này mình muốn chia sẻ đến với quý vị về cái chủ đề máy giặt bị đập thùng lúc vắt là nguyên nhân tại làm sao. Thì các bạn để ý đi, thứ nhất cái cây này nè, nó có 2-3 cái lý do. Là một trong những mà cái nguyên nhân nó gây nên đập thùng đây nè, các bạn thấy không, cái cục nhựa này nè, ống nhựa này nè, nó quát ở đây rồi nè, nó quát luôn nè, nó tròn luôn, nó bị, nó thay vì nó thay vì nó rất là chặt, thay vì nó chặt bây giờ nó lâu ngày nó quát ra, thì nó sẽ như thế này, nó không có cố định được, thì nó đập thùng. Và thứ hai, các bạn thấy những cái cây lò xo trong này, đây là cái ti nó bị cong do sử dụng quá tải quần áo nhiều quá và lò xo đây nè, các bạn thấy nè, nó tan, nó xét mà nó mục với luôn rồi. Thì cái cách duy nhất và tốt nhất là chỉ có thay thế một cái cây bộ ti khác thôi quý vị, thì mới mang được qua đầu bên. Nhưng mà cái cách thay thế làm sao, sau khi chúng ta đã tìm hiểu được nguyên nhân và bắt được cái bệnh của nó, thì sẵn đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn để chúng ta thay thế ti như thế nào. Rồi, xin mời các bạn. Ở đây là cái máy giặt này. Thì trước khi chúng ta thực hiện một cái công đoạn gì, chúng ta cần phải có đồ nghề quý vị nha. Rồi, chúng ta phải có cái đồ nghề quý vị nha, để mình chỉnh cái camera lại cho quý vị xem. Xem thế nào ha. Ok, xem đây cái này. Đây, để mình có thể nghiêng cái camera lại. Ok, thôi được rồi, không sao. Bây giờ thế này, thì trước khi chúng ta tiến hành làm cái máy giặt Sanyo để tháo bộ ti nó ra, thì chúng ta cần phải có, thứ nhất, bằng keo giấy. Thứ hai, kìm cắt, kìm nhọn và kìm bằng và kìm nhọn cùng với một cái vít ba ke hờ ha. Ok, và đây là cái hộp đựng ốc ha, đại khái mình đã tháo sơ để hướng dẫn các bạn nó được nhanh gọn lẹ hơn. Thì đây là cái hình thù đó nè, đây nha. Thứ nhất, chúng ta sẽ tiến hành mở ốc nó ra. Vậy thì mở ốc như thế nào, quý vị xem nha. Thì ở đằng sau lưng đây thì mấy anh em thợ cũng đã kiểm tra qua rồi, sơ rồi, và mình muốn làm video lại để cho các bạn được thấy. Chúng ta sẽ dùng cái giấy xé nhỏ ra dán như thế này. Tại sao dán, mình chút xíu mình sẽ thực hiện. Đây luôn. Và sau đó mở ốc vít. Mở ốc này ra. Chúng ta mở những con ốc này ra là một con nè, hai con nè ha. Đây con thứ hai, mở ra hết. Và sau đó chúng ta mở này lên. Đây, nó rất là khó. Đây, để mình mở đi xem quý vị luôn và quay cho quý vị cho dễ dàng hơn. Đây, để mở.
mình sẽ dùng vít dẹp để mở nó ra. Đây quý vị, sau khi mình mở hai ngón này mình nại lại ra ha, giờ mở đồng thời ở đây. Nó có ngàn. Ủa, sao cứng vậy? Đây quý vị, sau khi chúng ta mở hai ngóc này ra, các bạn nhìn thấy cái máy này không? Đây nè, đây cái cận cảnh luôn. Trời ơi, ta nói chuột nó vô đây để làm tổ, nó ỉa nè. Đây, rồi nó dơ. Để các bạn biết sao không? Sau khi đã thực hiện điều này thì khách hàng có yêu cầu bên mình luôn là mình có tư vấn là vệ sinh luôn đi. Chứ nó thôi nó dơ mà không, ngày mai mốt mà nó vô ba con gián với chuột mà nó vô đây nó đẻ, nó ị trong này rồi nó làm tổ trong này, hư luôn cái bò. Và các bạn thấy nè, thấy gớm chưa? Đây nè, đây. Và con ốc dưới đây sẽ được mở rồi nè, mở ra luôn, mở ốc này ra luôn ha. À, để mình lật ngược nó một cái để mình đậy lại cái gì đấy, thì cái này theo tốt nhất là mình là nên sau khi mà sửa ti nó xong rồi á thì chắc là phải vệ sinh tổng quát nó luôn đi, chứ gì nó quá dơ các bạn thấy không, nguy hiểm nè, trời đất cười nó dơ, phải tháo cái máy giặt như vậy các bạn mới hiểu được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển lại đây để mà thực hiện cái công đoạn là tháo ti là làm sao. Bây giờ sau khi đi dán rồi nè, mình lật ngược nó lên đúng không, mình kê như thế này nè, thì ở đây các bạn có phát hiện một điều, các bạn hãy phát hiện một điều, cái đây thấy xét không, ten xét trong này nè, đây nó ten xét đến mức độ này nè, để chứng tỏ là cái thùng này nó có dấu hiệu mục rồi nha, nó bị xà bông á ăn mòn rồi. Cái ti này thật sự ra mình đã thay rồi, nhưng mà mình muốn làm cái video để cho quý vị xem, hướng dẫn các bạn tháo ra nha, thì tiến hành vệ sinh hết tất cả đây luôn đấy. Một cái ti nó bị cong bị hư cũng chứng tỏ một điều là cái thùng nó đang bị nước hoặc là hơi xà bông nó ăn mòn nha quý vị, có dấu hiệu mục nè, thấy không, máy này có dấu hiệu mục nè. Thì cho nên khi nào chúng ta thay, chúng ta phải lưu ý cẩn thận, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà là tháo cái ti ra ha, tháo cái ti ra để mà đưa cái bộ ti khác đi vô, rồi bắt đầu mình vận hành thử xem sao, đúng không? Đó, thì cái bệnh này rất là đơn giản, chỉ cần là thay ti thôi. Bây giờ các bạn để ý nha, mình sẽ làm ở chỗ này nè, cái cây ti này trước cho quý vị coi nè. Đây, nó hơi khó ở chỗ là mình không có thực hiện được cái này đây nhá. Thịnh, bây giờ quay mình 5 phút Thịnh. Giờ quay mình coi. Em cầm vậy nè, em quay cái chỗ anh đang làm cái ti nè. Chứ anh sẽ gia cố lại luôn. Cầm cho anh làm cái ti chỗ này nè. À, rồi thì quý vị coi nha, bây giờ tôi đưa lên nè, tháo, bắt đầu tháo ti là chúng ta tháo này ra, nâng lên gõ nhẹ xuống, đây có một cái cây, thấy cây đó, cái cây xúc bắp nè, giữ lại thì mình tháo ra, mình hạ nó xuống và mình tháo ra ngoài, nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý là giữ nó lại nha. Thì đó là cái cách tháo cái cây ti hư, thì sau khi hư xong rồi chúng ta sẽ thay cây ti mới vô nha quý vị. Đây mình sẽ kéo lại, mình sẽ giữ lên cái chân này nè, kéo lại ha, mình kéo mạnh lên để mình giữ nó, giờ mình bỏ ngoài đây. Tương tự ba cây còn lại chúng ta sẽ làm luôn. Đây cái cây thứ hai, cái điều lưu ý là về các bạn hãy nhớ đánh dấu số thứ tự của từng cây, từng cái khung một, bởi vì nếu chúng ta đặt cái cây ti mà không đúng thứ tự của nó đó, nó sẽ gây nên hiện tượng là lệch, có nghĩa là bên thấp bên cao, mà khi mà bên thấp bên cao như vậy á là nó cũng sẽ bị đập thùng nữa, cho nên hãy chú ý điều đó, đánh dấu lại nha quý vị. Đây mình gỡ ra nè, gỡ ra và đưa trong này, đây mình kéo nó lên nha quý vị, cái chân này kéo nó lên, xuống cái chân này. Giữ lại làm sao cho nó cứng lại, chúng ta phải dùng cái bút lông đánh dấu lại nè, ví dụ như đây 1 2 3 4 thì chúng ta phải ghi là hết, ví dụ như vậy. Đây nha,
Ví dụ như cây này, cây đầu tiên mình xác định luôn là cây số 1, để đứa đó là số 1, đúng không? Vậy đây là cái số 1, cây số 2 là cây số 2 đi, cây số 2, số 2 cây nào có há là đúng không? Qua đây là 2 nè, đúng không? Tức là 3, 4 thì như vậy ha. Dạ, tiếp tục đây. Tương tự chúng ta làm nè, nâng lên, quan sát, gõ nó cái, mình lấy cây này ra, đúng không? Mình gỡ xuống, giờ mình lấy ra, ha. À, giờ mình phải gài lại quý vị. Sau đó chúng ta thay một cái bộ cây tiên khác vô, đây, mình gài lại nha quý vị. Nè, để cái chân mình giữ lại nè, quay cái chân nè, giữ chân lại, kéo mạnh lên, nghe là bạn ơi, không, nó đang quay, ba, đang quay. Thì bây giờ là cây thứ tư. Đây là cái thứ tư nha quý vị, chúng ta nhớ phải dán bằng keo để mà cho nó có thế mình làm, ok không? Và đây là cái thứ tư, mình kéo lên mình gõ một cái, mình rút nó ra, đúng không? Đây rồi đó, có nghĩa là mình đã tháo bốn cây này rồi thì mình thay thế bốn cây mới vô, coi như là bốn cây này là nó thất bại. Đây nè, mình tháo đây là bốn cây số 3 này rồi. Đây là cái số 4. Đây là cái số 4. Đây là cái số 4 quý vị. Đây là 4. 4 nè. Đây là 3. Vậy cái cây này là đây. Đây là cái số 3 nè. Đây quý vị, chúng ta đã đánh dấu hết rồi nha. Thì sau khi mình phục hồi hoặc là mình thay mới ha, tại vì lúc đầu đó là mình đã thay rồi, mình muốn đánh dấu lại trước khi chúng ta tháo đồ cũ ra, chúng ta phải đánh dấu để những trường hợp mà mình đi mua mới ngoài không có, mình phải phục hồi thì mình phải gắn đúng thứ tự 1, 2, 3, 4 vậy thì nó mới cân bằng đều cái thùng. Còn một cái trường hợp mà các bạn mà không ấy á, là các bạn sẽ bị cái tình trạng là nó bị độc thùng tiếp tục, ok ha. Rồi bây giờ coi như giả dụ cái trường hợp chúng ta đã xong, các bạn kiểm lại, tại cái cây ti đã thay rồi, mình muốn làm cho các bạn hiểu. Các bạn kiểm tra này, coi cây ti nè, cái đầu nó rất là tròn và nó bóp, nó ôm luôn cái thanh sắt này, và cái sắt này rất là mới, các bạn thấy không, nó có sự khác biệt với những cây hư. Đây là bộ hư nè, các bạn so sánh hai cái bộ, bộ mới và bộ cũ khác nhau hoàn toàn. Ở đây tan xét không mà nó nhúng không được, bạn hư là so. Còn cây mới đã thay, các bạn để ý nha, thứ nhất cái ống nhựa nó bó, thứ hai cái này rất là trơn tru và có mỡ bò, và mình thử nhúng bằng cách như thế này. Chân này đây nè, bạn nhúng nè đó, hoặc các bạn đơn giản các bạn dùng cái thới tay nè, bạn kéo nó để coi nó trượt lên được hay không đó, nó có trượt được hay không. Nếu mà nó không trượt được thì chúng ta phải chỉnh làm sao để cho nó có độ nhúng như thế này, ok. Vậy bây giờ mình để đứng thứ tự nè ha, đây là số 2 nè. Bây giờ ví dụ trường hợp đã cây ti là cây ti mới và cây ti tốt, chúng ta sẽ thay thế như làm sao? Một người vẫn có thể làm được như quý vị nhé. Thì chúng ta chịu khó làm, gõ ra tiếp tục, mình lấy cái này ra, đây gần đây, mình cầm cái này, mình bỏ góc đây, đúng không? Hoặc là bỏ vào cái hộp, và khi đó chúng ta đặt như thế này, đấy, đặt đúng cái vị trí này đây. Ở trong đây nó có vị trí đặt để chúng ta kéo lên. Ồ, rất là nặng. Đây ạ. Rồi. Mình kéo lên mình đưa nó vô. Rồi quý vị, chúng ta sẽ thực hiện cái công đoạn như thế này, gắn ti vào thùng mà mình thử sấy để xem coi cái thùng nó còn đập hay không. Nếu như nó không còn đập nữa mà nó vận hành êm ái, có nghĩa là chúng ta đã thực hiện hoàn thành xong cái chủ đề này. Ok, treo lên, tháo ra. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái công đoạn của quý vị để ý xem nha. Mở ra đi, rồi ấn phụ nó nâng lên, lấy cái vành này ra luôn cho nó dễ. Là chút xíu trước sau mình cũng sẽ thử là thôi, lấy cái lồng luôn đi, nó tháo lồng chưa, chưa hả? Rồi được rồi, không có, em gắn vô cái lỗ này chứ, mày đi ra cho mày tính gắn đi, mày phụ một tấn nâng lên, nâng nhét vô đó, mà đó nâng lên, nâng hai tay đưa cho mày tấn gáy cái tì nó vô rồi đó. Rồi chúng ta gắn cái ti treo vô.
rồi giữ lại cho nó. Ok không? Thì lần lượt chúng ta sẽ gài lại hết 4 cái cây này cho nó ngay ngắn đàng hoàng. Rồi sau đó đúng theo thứ tự nha quý vị, chúng ta sẽ tiến hành thử sấy để xem coi cái máy này đối diện nó. Đây nè, có cây đi đây nè. Số 3 đó, gỡ nó ra đi để xem coi nó sấy nó còn đập thùng nó hay không. Nếu mà hết rồi thì chúng ta ok. Đưa vô. Rồi quý vị ha. Đấy, mình nâng lên. Rồi, đưa tay vô chứ có gì khó khăn. Đơn giản, theo số thứ tự chúng ta chéo để cho nó để dễ làm cho nó dễ. Và số 4, số 3 nằm đây. Số 4 nằm đây và số 2 nằm đây. Số 4 có sẵn rồi kìa. Đấy, cái số 4 gắn vô luôn đi cho các bạn thử sấy. Rồi, tới cái số 3. Số 2 chứ. Gỡ cái đó ra trước, đúng rồi. Ok. Rồi, đưa vô. Ha quý vị ha. Đây. Mình gắn cho nó ngay ngắn đàng hoàng hết tất cả cái. Đưa vô, tay đó, đẩy sâu sâu xuống, đẩy sâu xuống. Đẩy sâu xuống. Ừ, rồi để cho ngay ngay để nó bụp cái nó được. Phải hạ xuống đè nó bụp, đè xuống cái bụp 4 cái luôn. Ok, đều phải không? Rồi, đẩy tất cả cái ngắn là ngoài giùm anh đẩy lại. Đẩy là hết gài là ốc đàng hoàng thử sấy hiểu không? Để xuống đàng hoàng. Không cần nó đâu, để thử sấy thôi mà. Thử sấy coi nó như thế nào, chút xíu mình còn mở máy ra để mình canh ngay ngắn lại ha. Để chút xíu chúng ta thử sấy sơ coi mọi thứ ok chưa, rồi bắt đầu mình tháo ra mình tiến hành bảo trì cho nó. Tại nó dơ quá rồi, cần tiến hành bảo trì hết tất cả cái luôn quý vị. Ngay ngắn lại, ok chưa. Rồi coi chân cẳng ngay chưa, có thùng có lắc không. Giá một hai con ốc rồi đi. Coi có vướng díu gì không. Rồi sửa lại hết tất cả luôn. Lấy ốc gá lại cái đằng sau lưng đây nè. Có một con hai con này nè, một con đây và một con đây. Máy để được, bây giờ bắt đầu mình chiên cái chân á. Mình lấy ổ điện ra đi thịt. Chiên cái chân cho nó ngay. Coi nó khập khiễng không, nếu mà khập khiễng mình phải làm cho nó ngay. Bắt đầu mình thử sấy, coi nó êm, rồi có đập thùng không. Nếu mà mọi thứ đó ok thì nó sẽ nguyên dạng. Sau khi đã thay cái tay khác rồi thì nó sẽ khác. Nó sẽ ngon lành như quý vị nha. Thì qua đây cái video này mình hướng dẫn với quý vị là cái cách để mình kiểm tra tay, bắt bệnh tay, sau đó thay tay khác. Rồi cách mình gắn, rồi mình sẽ tiến hành mình thử lại. Nếu như mà mọi chuyện nó tốt đẹp, nó sấy nó êm, nó không đập thùng nữa thì rõ ràng chúng ta đã thực hiện xong cái công đoạn này quý vị. Ok ha. Rồi đây một người thợ bên mình đang quấn dây thử các kiểu lại. Khoan để coi lấy cái khăn hay gì lót lên cái chân đó. Cân cái chân nó cho nó ngay cái răng hụt cái chân bên này nè. Đấy. Thì quý vị lưu ý một điều, khi mà chúng ta mà thực hiện cái công đoạn này, khi hoặc là đem lại nhà khách làm ha, thì chúng ta cần phải đảm bảo một điều là cái chân nó phải đều. Nếu như nó bị lệch và nó không có ngay ngắn thì nó sẽ đập cái thùng còn tệ hơn lúc mà ti nó hư. Rồi ok, vậy là game điện vô và chúng ta tiến hành thử sấy nha, để xem lại có còn cái sót gì ở đây không. Không có đâu, gì đâu, gì đâu, nước hả. Rồi thử xem coi. Ok nha. Rồi bắt đầu mình thử sấy nha. Ốc vít nè, dán lại. Rồi bấm sấy nha quý vị. Xong chưa, xong chưa. Rồi dán lại đi. Anh bấm nút nguồn nè. Và sau đó chúng ta chọn cái chế độ chương trình 24 phút, không phải rồi. Cái này 1, 2, 3, 8 phút với cơ khô. Xuất không, nó bị hư màn hình đây. Ok, mở. Cái này cái màn hình nó bị hư thì xuất không, nó bị mất cái phần nửa ở đây rồi. Bây giờ chúng ta đang thử sấy nha quý vị. Rồi ok. Ôm quý vị con giả lên nha. Ôm quý vị con khéo khéo được nó tắt cửa. Hả? Cho nó sấy thật là ngon luôn nha. Bây giờ nó đang sấy nè quý vị. Đây. Đang sấy thì chúng ta coi cái nó như thế nào. Ôm cho bạn quay đứng vào đây, quay cái máy vô. Em dở lên coi, đứng chắc chắc. À. Bây giờ chúng tôi sẽ dở ngược lên để coi sấy nó còn dạo thùng có gì, thấy là nó đang chuẩn bị nó được êm nè. Bởi vì được chim trắng cứng cáp và sau khi đã thay cái cây ti mới rồi nó rất là êm. Dạ bây giờ mình mở thử nha. Cái gì thấy không? Cái này nếu mà chúng ta thay ti mà sau khi nó khắc phục hoặc thay ti mới nó rất là êm mà nó không có cái hiện tượng trao qua trao lại. Các bạn thấy mình dở trực diện cho các bạn xem luôn. Đây cái lòng nó đang sấy rất là mạnh. Nha. Đó là thì nó có lắc hơi hơi ở đây, đã có một cái phần miếng nệm nó đã lót đây rồi nè. Đây miếng nệm. Thấy không?
nó xong hết trơn, và bên đây cũng vậy luôn. Mình đệm lại thì như vậy là rất là ok. Các bạn nhìn ở thùng bên ngoài nó đang rất là không có hiện tượng trao qua trao lại nữa. Đây là vậy là đã đạt yêu cầu rồi. Vậy là mình đã thực hiện xong cái công đoạn này rồi. Hai quý vị ha, chỉ cần gia cố lại. Thì sẵn dịp đây chút xíu mình sẽ tháo bung ra tầng lông hết để mà bảo trì luôn cho khách hàng ha. Thì mình đã thực hiện cái video bảo trì máy giặt ở cái video trước rồi, các bạn cố gắng đón xem. Ok, tắt đi để coi nó sao thế nào. Đấy quý vị thấy không, hộp số rất là êm, và sau khi nó 240T rồi, các bạn thấy không, nó không có trao như lúc đầu nữa. Thì nó không có trao như lúc đầu nữa quý vị ha. À, xem như chúng ta đã thực hiện xong một cái công đoạn là bỏ tất cả đồ nó vô nó đi để đúng là cái này của nó rồi. Mà chiều nay đây nè, bỏ tất cả luôn để chút xíu chúng ta thực hiện cái công đoạn là bảo trì luôn. Thì chúng ta đã thực hiện xong là cái công đoạn xác định nguyên nhân máy đập thùng, và sau đó tiến hành thay linh kiện, và sau khi thay xong chúng ta test lại để đảm bảo mọi thứ phải được tốt trước khi chúng ta đưa lại cho khách hàng sử dụng. Hoặc là nếu nhà đó nhà tự sửa chữa thì chúng ta biết cách rồi, thưa quý vị ha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho đến thời điểm này xem hết cái đoạn video này, và mình sẽ cố gắng thực hiện những cái video tiếp theo với cái chủ đề hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Rồi các bạn nhớ nhấn like và đăng ký để có thể xem nhiều video mới được thông báo cho quý vị, và nhớ nhấn cái chuông để thông báo để xem video mới quý vị nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại.